gái như thế nào? Dạ, dạ sáng, không có đen lắm. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Đầu tiên mình giới thiệu về mình đi bạn. Mình tên là Đông Hồ, năm nay mình 26 tuổi. Mình quê ở Kiên Giang, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là nhân viên ngân hàng. Ủa rồi bạn nam, cụ thể là giờ bạn làm cái công việc gì, bạn nói rõ lại tôi nghe coi. Công việc chính của mình là đi tìm khách hàng, rồi cho khách hàng vay, rồi huy động. À, bạn nữ. Dạ, em tên là Mỹ Hằng, hiện em đang là giáo viên ngữ văn ở giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức. Quê em ở Sài Gòn, Thủ Đức luôn. À, mình bao nhiêu tuổi bạn? Năm nay em 25 tuổi ạ. Cô dạy ngữ văn nữa, ăn nói lại duyên dáng, dễ thương nữa, mà làm sao mà phải nhờ tới chương trình? Tại vì đa phần cái tính chất công việc của em là em dạy từ sáng cho đến tối á. Nhiều khi một tuần mới được nghỉ một ngày á, cho nên nhiều khi cũng lười đi chơi. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em nói rất là to. Em rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình. Em cũng biết nấu ăn và biết làm một số những loại bánh. Còn điểm yếu của em thì có lẽ là đôi khi em hơi nóng tính. Dạ, đôi khi là cũng lười dọn dẹp một tí á. Dạ, nhiều khi phòng một tuần mới dọn một lần. Dạ, thầy giáo cũng hơi bề bộn dữ ha. Bạn trai có nguyện tình nguyện gì dọn phòng phụ không? Dạ, không sao đâu chị. Từng dọn lần chứ em tới 1 tháng mới dọn lần mà. Hai cái này hợp nè. Dạ. Có bao nhiêu mối tình rồi? Hai người để nhớ. Còn mà gâu ghia lẻ tẻ thì chắc cũng nhiều. Ủa có gâu ghia nữa hả? Dạ thì là giống như không chính thức á anh. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn sao? Ưu điểm của em á là người miền Tây mà giống anh Linh nên là thật thà, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Thật thà lắm. Dễ chịu. Mọi người gặp em thì có thể nói chuyện thoải mái. Em dễ tính. Ủa, dạ. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm thì hay xử sự cảm tính. Em mà không thích cái việc gì đó mà đừng có ép em. Có ép em cũng không có làm. Chắc là ít quan tâm người khác, với em cũng giống bạn nữ bên kia, lười yêu. Đàn ông mà ít quan tâm với người khác thì cái này là nó hơi nặng chứ không phải là điểm. Dạ, đúng rồi, mình có bạn gái mình phải quan tâm đến bạn gái chứ. Bây giờ muốn có người yêu rồi lâu dài phải là tập cái thói quan tâm đến người khác. Dạ. Rồi bây giờ em muốn kiếm bạn gái như thế nào? Bạn nữ cao khoảng 1m57 trở lên. Da sáng, không có đen lắm. Cái da đen thì cũng ngâm đen đen rồi, có ấn tượng chứ, cá tính chứ. Em đã đen rồi mà bạn gái còn đen nữa rồi, đi giống thằng thằng. Rồi gì nữa không bạn? Ăn mặc không hở hang quá, hở khoảng 40%. Trời ơi. Có nhiều quá anh. Vậy thì quá nhiều. Có gì? Ta hở có 20 cũng dạ. Hở 40 gần như mặc quần không mặc áo rồi. Tăng lên chút thì hở 30 thôi. 20 thôi. 20 thôi anh. Ôi trời dạ. Trời phóng khoáng quá ha. Lần đầu tiên mới thấy bạn trai phóng khoáng vậy luôn. Vậy với lại là bạn nữ đó là sẽ không có xe xua đua đòi. Nhưng mà nãy mình nghe bạn giới thiệu thì mình thấy bạn cũng gần giống như cái hình mẫu bạn gái mà mình mong muốn rồi đó. Bạn quê ở miền Tây vậy chắc bạn cũng có một tí xíu lãng mạn ha. Chắc là không được lãng mạn mấy. Thôi thí dụ giùm. Quá mất là lãng nhách à. Bây giờ mình tưởng tượng cái đi. Bạn trai bên đây là tới ngày sinh nhật bạn gái. Bạn nghĩ coi cách nào tổ chức cho nó lãng mạn chút xíu thử coi. Chắc là hôm đó sẽ mình đi làm về sớm. Nếu mà quen thân rồi có thể là tổ chức yêu rồi đó, yêu rồi đó. Yêu luôn hả? Ừ. Dạ nếu vậy thì em sẽ tổ chức sinh nhật cho bạn tại nơi em ở, rồi chuẩn bị. Cái gì kỳ vậy? Có lãng mạn không? Dạ không, em chưa nói hết mà anh. Thứ nhất là phải có bánh kem, rồi chuẩn bị nến, thật là nhiều nến. Để chỗ em ở view cũng lý tưởng, nhìn qua Bitexco. Dạ. Ủa em ở với ai? Dạ em ở nhà trọ dưới chân Bitexco. Dạ thì em nói view Bitexco rồi chứ em đâu nói ở gần Bitexco. Em ở với ai? Dạ em ở với bạn cùng học đại học đại chị ơi. Ủa rồi em tổ chức cái đó rồi bạn em nó ăn sinh nhật chung luôn hả? Ba dạ. Đâu sao đâu chị, tại thường bữa nó cũng đuổi em đi hoài à. À là bữa đó em đuổi nó đi hả? Dạ bữa đó em đuổi nó đi. Em thấy về lãng mạn chưa em? Dạ chưa. Thấy chưa? Dạ em thích mẫu người bạn trai sao nè em? Thứ nhất là phải cao hơn em, 1m68 hoặc là 1m7 gì đó. Rồi. Dạ em thích da đường đen quá, cao to. Cao có, to coi lỡ. Gì nữa em? Em thích bạn nam mặc đồ sáng một tí. Ví dụ như là dạ, mặc cũng phải cỡ như là áo xanh hoặc là áo màu đỏ bạc đô chẳng hạn vậy. Ủa, xanh lè luôn. À là nổi chứ phải. Dạ. Dùng từ ra sáng là một trắng màu thì kia mới gọi là sáng. Rồi có điều gì bạn không thích ở bạn nam không? Tính gia trưởng, độc đoán. Tay chắc không có đâu. Dạ đúng rồi anh. Dạ chào chị. Cũng bự mà. Bự à, chà bá lửa luôn à. Cao nhiêu? Dạ cao 1m76. Trời ơi, có ăn gian không? Đứng lên coi đâu mà dữ vậy. Dạ nãy giờ ai cũng hỏi mà thiệt chị ơi.
Tây giống công tử Bạc Liêu ghê ha. Dạ tại lâu ghi hình nên vậy á chị. À chứ bình thường tài lỏng không hả? Dạ không có. Nay nó là công tử Bạc Liêu chứ thường ngày nó công tử bạc bẽo. Chị ơi hỏi giùm em cái, hồi nãy anh nói lười yêu á, vậy là ví dụ như mà mấy ngày mà đi chơi á, anh có thể đến nhà chở em đi được không chị? Đàn ông thì đương nhiên là khi mà mình quen phụ nữ thì mình phải là người chủ động rồi bạn. Đúng rồi. Còn đi chơi thì mình phải qua chở bạn thôi. Em không thích thì em không đi, chứ còn mà em thích là em nhiệt tình lắm. Cái đó là phải gọi là lười yêu mà tại chưa trúng đối tượng, đúng không? Dân miền Tây mà chơi xa láng luôn, sáng xa láng sáng gì sớm. Ừ, lo gì. Ồ, cào ráo đẹp trời, trai lắm à. Kiên Giang mà xem sao. Ồ, trời em. Dạ. Ví dụ như đàn trai đặt cái chuyện làm dâu em có sợ không? Theo chồng về Kiên Giang ở lập nghiệp với đó luôn em chịu không? Dạ không, gia đình em ở đây rồi, nói chung mọi người người thân đều ở đây và em cũng lập nghiệp ở đây nữa thì nói vậy thôi chứ đẻ đứa hai đứa thế đâu không theo. Em có đi với ai không? Dạ hôm nay em đi 500 anh em ngồi dưới anh. Đồng 500 anh em hả? Wow. Trời ơi. À, mình là Minh, là đồng nghiệp quản lý trực tiếp của bạn Đông Hồ. Minh làm việc với Hồ cũng một thời gian cũng khá dài. Thì cái vấn đề là Hồ là một chàng trai tốt, chỉ là có đen chút xíu thôi. Chứ còn còn lại là mình nghĩ là ok. Là một người đàn ông chuẩn man đó, bạn gái yên tâm với vấn đề này. Bên đàn gái thì cũng rất là dễ thương. Anh nghĩ nó sẽ phù hợp với em. Đàn gái mình bên đây có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em. Mẹ thì mẹ thấy bạn này thì nói chung rằng là rất được. Cái mẫu mực thì tốt rồi. Cho cô hỏi con ở Kiên Giang, gia đình anh chị em có đông không? Dạ, nhà con thì có 5 người. Con có tổng cộng là 3 anh em. Con thứ hai con cả. Rồi, thì mẹ thấy rằng là tốt đó con. Không có gia trưởng. Dạ. Là cái điều đó là tôi rất mừng. Sống thì tôi thấy sống là còn thiếu một chút nữa là không có quan tâm mấy. Nói chung rằng là không phải là không quan tâm, nhưng mà từ cái chỗ không quan tâm thì học hỏi từ từ nó sẽ tới thôi. Nếu con là... con rể của bác, con hứa là sẽ thay đổi bản thân mình, yêu thương, quan tâm và chăm sóc bạn một cách tốt nhất của con. Thì con sẽ đối xử với gia đình bên mình giống như là ba mẹ của con. Sẽ không có phân biệt giữa ba mẹ vợ hay là ba mẹ ruột. Rồi, cô bác cảm ơn con. Coi như là tán thành hết rồi đó. Và ăn thua là cái nhìn đầu tiên. Kéo màn, hai cái mặt có tình hình sao? Rồi. Kéo màn. Chào bạn, anh có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Thì anh cũng sẽ có một số cái quan điểm của mình muốn trao đổi với em. Cái thứ nhất là về cái chi tiêu tài chính của mình á, thì bây giờ anh sẽ có 10 thì anh chỉ xài khoảng 5, 6, 7, còn lại thì để sau này lo cho tương lai. Thì em có đồng ý về chuyện đó không? Em có tháng có 10 triệu, em xài 7 triệu, em đưa người ta có 3 triệu, nó lo con cái nhà cửa sao đủ. Dạ không phải, cái đó là em thí dụ thôi chứ không phải là nói là em xài thí dụ. Trước khi mà tính đến hôn nhân thì cái phần đó để dành là đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà là cưới nhau rồi thì em nghĩ thì chắc có lẽ là chi tiêu thì em có thể quản lý được không? Em có khắt khe quá về cái tiền chi tiêu của anh không? Thì ví dụ như anh 10 thì em 8, anh 2. Tại vì còn có rất là nhiều thứ cần phải lo cho gia đình. Dạ. Đâu, nếu đủ để đảm bảo những nhu cầu thiết yếu thì cũng ok. Dạ, vậy thì anh có ý định là lập nghiệp ở Sài Gòn luôn không? Ý định của anh là lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì nếu mà lập nghiệp ở Sài Gòn thì anh có ý định là sẽ mua nhà hay gì không? Dạ có chứ, đang phấn đấu cho tương lai để mua nhà mà. Thì hiện tại là công việc với thời gian của anh thì nó hầu như là nó hơi bị kính lịch. Là sáng thì khoảng 7 mấy 8 giờ anh ra khỏi nhà và dạ, tới khoảng 9 giờ tối đi học buổi tối này. Tại vì công việc của em thì cũng đi từ sáng đến tối đó, cho nên thì em rất là hiểu cái tính chất công việc của anh. Thì anh sẽ sắp xếp lại cái thời gian của mình, sẽ dành thời gian cho em. Chỉ có điều mỗi lần gặp thì phải chất lượng. Vui hết cỡ. Dạ. Chia sẻ hết những gì mà ví dụ như trong một tuần hoặc là trong một tháng đó, là mình có những cái bức xúc hoặc là có những cái vấn đề gì mà về công việc hoặc là cái gì đó thì mình có thể chia sẻ hết với nhau. Cái đó em yên tâm. Vậy là giờ hiện anh đang ở gần chỗ quận nhất đúng không ạ? Anh ở... đúng rồi, anh ở quận 7, cầu Kinh Tẻ. Buổi gặp gỡ đầu tiên nè, hát bằng một bài hát gì đó tỏ tình với cổ quá. Hồi nãy anh hỏi em ưu điểm, em chưa có nói là em không biết hát anh. Bây giờ hát hay là chuyện bình thường, hát làm luôn. Đừng cười nha quý vị. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Rồi hết rồi chị.
Làm chi? Đang hay mà. Bài này ai cũng hát hay chứ, chỉ có mình em hát chưa hay. Dạ. Chưa hay chứ không phải là dở. Dạ. Dài bữa tập không, có cố gắng, mình ghi nhận. Dạ. Có cố gắng. Vậy thì nên em cũng gửi tặng anh một và bốn câu thơ của Xuân Quỳnh. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Đúng rồi. Nếu biển không có sóng, đâu thể biết biển dạt dào. Nếu chiều không hò hẹn, đâu thấy lòng nôn nao. Dạ, thật ra là nãy giờ em bị cận đó. Trời ơi. Nãy giờ chưa thấy mặt luôn hả? Nãy giờ nhìn chưa rõ anh, giờ nhìn rõ mới quyết định hả? Nãy giờ chưa thấy gì luôn hả? Trời ơi, đeo kiến vô nhìn xinh hơn nữa đó. Bây giờ mình tỏ tình một câu nào nó nghe nó nhẹ nhàng, lãng mạn chút đi. Em đứng lên đi. Dạ vậy thôi, để em đứng lên. Dạ vậy em có cần đứng dậy không? Chắc là em đứng dậy luôn đi. Dạ. Cầm tay em được không? Dạ. Để tạo niềm tin nữa mà. Dạ, dạ. Bắt đầu nha. Dạ. Là coi gì vậy? Có thể hôm nay anh không phải là giống như đáp ứng hết tất cả các yêu cầu của em. Nhưng mà anh tin khi mà em quen anh thì anh, thứ nhất là anh có sức khỏe, thứ hai có trí tuệ, thứ ba là anh có sự nỗ lực phấn đấu của bản thân mình. Thì anh sẽ đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất của anh. Trời ơi, thích quá. Lần đầu tiên tôi nghe một anh mà giới thiệu về bản thân, trời ơi, lãng mạn. Anh có sức khỏe, tôi khoái nhất câu đó đó. Nói chung thì cũng bất ngờ khi mà anh có những cái lời như vậy nói với em. Xét nó đánh cái đùng rồi đó. Đúng rồi đó hả em? Đúng rồi đó hả? Khó rồi đấy. Xém trúng rồi đó. Dạ. Đúng rồi ha. Rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Để tay mình nút bấm đi các bạn. Ủa tôi chưa có đếm gì trơn mà con. 3, 2, 1. Bấm gì liên tục vậy? Hai người nắm tay cái đi. Bây giờ thực sự mình đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Rồi đây, mình có thể dẫn bạn gái đi xem phim. Rồi, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi. Xin chào anh Huyền Linh và các tường bạn. Đáng lẽ tôi bắt cổng xuống đó, tại anh có sức khỏe mà. Kinh tế thì nhà cửa thì sau này có vợ là có nhà. Sau này em muốn để vợ mua nhà rồi em là người trả tiền nhé. À. Một chút cảm xúc mà hay nào. Hay nha. Ví dụ anh có nhà cửa, anh có tiền bạc, anh có sức khỏe là sao? Đúng đó. Đúng ha, chân thật. Mấy ngày nay mấy ông ngân hàng ngồi bàn nhau rồi cũng nói câu này rồi. À vậy hả? Bạn có sức khỏe có hết mà, sức khỏe là có tất cả mà. Anh nói hay đó chứ. Hay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả bạn? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Anh giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn nam bên kia và chào toàn bộ quý vị khán giả. Em là Hương, năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Nghệ An. Hiện giờ mình đang làm việc ở đâu? Em làm ở trường Đại học Lao động Xã hội ở quận 12 ạ. Mời bạn nam giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường ạ. Dạ chào cùng quý vị khán giả. Chào cô bạn hàng xóm ạ. Em tên là Vũ Văn Sáu. Em năm nay 33 tuổi. Quê em thì ở Thái Bình. Hiện tại em đang làm việc ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì em? Dạ em làm bên ngành điện lạnh ạ. Anh làm điện lạnh làm về cụ thể là cái gì ạ? Công việc chính của mình là điều hành công ty chuyên về lĩnh vực mua bán sửa chữa máy lạnh, lắp đặt hệ thống trung tâm. Bạn trai, mình giới thiệu cho bạn gái chút xíu về mình đi, những điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì thích nấu ăn, thích làm việc, cũng có chút gan lăng lãng mạn ạ. Điểm yếu của em thì cũng hay quên. Anh có mối tình nào dài nhất chưa? Dạ có mối tình dài nhất là 3 năm ạ. Lỗi anh nha, mình hỏi hơi nó riêng tư một tí bởi vì anh cũng 33 tuổi rồi. Dạ. Là mình cũng lớn rồi, thế anh chuẩn bị cho hôn nhân là anh đã chuẩn bị được những gì rồi anh? Dạ thì nói chung là hiện tại bây giờ trước mắt thì là cũng chuẩn bị được đám cưới ạ. Dạ. Còn về chuyện kinh tế thì nhà cửa thì sau này có vợ là có nhà. À có vợ có nhà, giờ giá tỷ giờ năm sau mình đám cưới thì là ra là mình có nhà luôn ở chưa anh? Dạ thì ý em nói là có vợ có nhà, thế là sau này em muốn để vợ mua nhà
rồi em là người trả tiền ấy. À, có nghĩa là giờ có tiền rồi, hiểu không? Người ta tôn trọng người phụ nữ, bây giờ tìm được hay vợ quá. Là cái gì là theo ý vợ hết. Tôi nghe tôi giật mình, tôi lo quá. Tôi nghe mình quá. Để vợ mua nhà, vợ tự trả tiền. Hay, hay, câu này hay. Bạn gái mình nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của mình cho anh nghe luôn. Em là một người vui vẻ, hài hước, thân thiện. Em có thể nói chuyện được với nhiều người, dễ kết bạn. Còn nhược điểm của em thì đôi khi em hơi thiếu kiên nhẫn. Em không có năng khiếu về may vá thêu thùa. Em cũng hơi nhạy cảm, dễ xúc động. Còn em cũng khá là giỏi trong vấn đề là nấu nướng. Rồi có năng khiếu về nghệ thuật giống như là cắm hoa. Hoặc là ngày trước em có học thì có biết về tranh ảnh các kiểu. Thì em cũng được nhiều người nhận xét là có con mắt nghệ thuật. Vậy là tốt rồi. Ok, bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai đàn ông như thế nào này? Em muốn tìm một người là có trách nhiệm về gia đình, rồi chịu trạng. Và tính cách thì cũng hài hước, nói chuyện vui vẻ, biết quan tâm, chia sẻ đến người khác. Có điều gì tối kỵ mình kỵ người đàn ông không? Em không thích người bạn trai của em là áp đặt. Bắt em phải làm như thế này, làm như thế kia, là em như thế là em sẽ phản ứng liền ạ. Gia trưởng đó. Dạ vâng ạ. Bạn có gia trưởng không? Dạ em không, em là con út trong gia đình. Có người bạn gái lý tưởng của anh là người như thế nào? Dạ, thì em thì thực ra bây giờ hiện tại thì em thì đơn giản lắm, không gì đó. Cái chiều cao thì cơ bản chừng khoảng 1m55 được rồi. Tính tình thì vui vẻ hòa đồng. Như nãy bạn nói về cái chuyện gia đình nhé, thì những cái việc gia đình thì em có thể đảm đương được thay cho bạn đó. Hay vậy? Dạ, thêu thùa hay là may vá nấu nướng thì cái gì? Cũng được. Thêu thùa may vá làm luôn. Rồi rồi. Mình còn trên cuộc đời còn một người đàn ông thú vị vậy sao ta? Không còn. Vợ mua nhà, mình trả tiền. Ừ. Mà thêu thùa bếp núc mình làm luôn. Thiếu gì? Lấy vợ về là vợ làm gì? Thì lấy vợ về thì cũng là dọn việc nhà, cũng là việc trong gia đình, chủ yếu là cái đẻ thôi. Không, cái đó không phải, tức là cũng gia đình, như là em phụ giúp thêm. Dạ. Những cái gì mà vợ mà mệt, mời vợ chưa làm tới thì mình có thể mình nhìn thấy vợ để mình làm. Trời hay quá ta. Ủa anh có khuyết điểm gì không? Có tật xấu gì không? Anh có cái gì khó nói không? Dạ lúc trước thì em có, nhưng mà hiện tại vài năm nay là em không còn cái gì đó. Chỉ nó có cái một nhút nhát. Nhút nhát? Dạ. Giờ cũng còn nhút nhát nhưng mà cái tính này dễ thương mà. Dễ thương á, được á. Sao không được? Quá không được, giờ vậy không đứa cưng. Anh có không? Anh có là thiêu thùa máy giá không? Không có, trời ơi. Anh nó giặt tả cho con, thiêu thùa máy giá, giặt quần áo cho vợ đó chén. Bỏ giờ sửa khó quá nhiều lắm anh ơi. Em đừng có nghĩ xấu đàn ông, qua coi đàn gái. Trời ơi, trời em thích đàn ông làm gì cho mình để mình hạnh phúc. Quan trọng là người đàn ông đấy có muốn làm cho em hạnh phúc hay không, thì người ta làm những cái gì em cảm thấy em, nếu em có tình cảm rồi thì người ta làm gì em thấy hạnh phúc hết. Như thí dụ như người ta ngại, người ta có những cái gì đó mà ta không biết em thích cái gì, em có thể chia sẻ với họ không? Dạ em tính em rất là thẳng thắn, thì nếu như em thích cái gì thì em sẽ nói ra, chứ em không có cái kiểu bóng gió hay là lấp lửng. Đúng rồi đó. Ở phụ nữ cái chỗ đó đó, đôi khi phụ nữ thích mà không dám nói. Em khi... nói anh đi đi sao anh không đứng lại. Đôi khi trách đàn ông sao anh không làm này cho em không này kia. Ôi tao đâu biết gì tao làm, phải nói ra tao mới làm chứ. Dạ đúng vâng, không? Vâng. Được, cái này được, anh đây dễ thương lắm. Dạ vâng, cảm ơn anh. Rồi. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Dạ, em đi cùng với chị và bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào gặp chị ruột ha. Dạ vâng ạ, chị sinh đôi với em ạ. Hả? Chị sinh đôi? Dạ vâng ạ. À, chào chị. Dạ, em chào chị, em chào anh, em chào quý vị khán giả. Em là chị sinh đôi của Hương. Em sinh trước Hương 30 phút ạ. Hay quá ta. Rồi, nói chuyện với chị đi, y chang vậy đó. Dạ, chào chị. Em chào anh ạ. Đặc điểm nào nhận diện giữa hai người? Thực ra thì em nghĩ là nhìn từng nét thì hai chị em giống nhau. Nhưng mà nếu mà mình nhìn tổng thể á, thì có cái sự khác nhau. Em gái em thì có to cao hơn em một chút xíu, bởi vì thường sinh đôi thì sẽ có một người nhỏ hơn, một người to hơn. Ừ. Phải nhớ kỹ vụ này nha. Dạ. Bây giờ chị thấy em rể tương lai sao chị? Anh phải nhìn kỹ thì mình mới thấy anh cũng có duyên, chứ không có phải là để đập vào mắt mình là mình thấy mình ấn tượng liền. Duyên nó duyên ngầm đấy em. Dạ, duyên ngầm mà giữ hơn. Với lại là qua những cái lời mà anh chia sẻ thì em nghĩ là nếu như anh nói đó là sự thật á, thì em thấy ok. Bởi vì bây giờ thực ra nếu mà những cái điều đó thì em thấy hơi hiếm. Bởi vì đàn ông, một số người người ta nói một đường nhưng mà người ta làm một nẻo á. Thì nếu mà ở đây
chương trình quay trực tiếp như này á, mà anh chia sẻ những điều như thế, mà anh cũng giữ được những điều như thế trong cuộc sống á, thì em nghĩ là em gái em mà gặp được đúng người như anh thì em thấy là ok. Dạ vâng, cảm ơn rồi, chị nhiều. Cảm ơn chị. Rồi, bạn trai có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi có cô kế toán và ba anh em làm chung công ty ạ. Rồi. Em chào anh Quyến Linh, chào chị Cát Tường, rồi, chào, chào vị khán giả. Dạ, em là kế toán của anh Sáu. Thì trong quá trình làm việc thì em thấy anh Sáu rất là hiền, chân thành, cởi mở, rất dễ gần. Rồi em mong hai người có thể cho nhau cơ hội để tiến tới xa hơn. Mà em thấy, anh, em thấy chị gái bên này không? Như thế nào? Dạ, em thấy chị rất dễ thương ạ. Phù hợp với yêu cầu của anh Sáu. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình cho chú rể gặp cô dâu em. Nhìn kỹ nha. Anh có món quà tặng em nhân đầu gặp mặt. Cảm thì sau này nếu như mà có ta có duyên thì anh sẽ tặng quà nhiều cho em nhiều hơn. Nãy giờ em nghe mọi người nhận xét về anh thì em thấy anh cũng giống cái đối tượng mà em đang tìm kiếm. À, cảm ơn em. Anh thấy giống như là cái chuyện là anh ở nhà bé và đi lên quận 12 á, là anh cảm thấy là nó có quá khó khăn không? Bởi vì là nhiều lúc em thấy nhiều người á, em giới thiệu là em làm việc ở quận 12 là người ta bảo ôi xa thế. Thì bản thân anh thì cái đường xa thì anh không ngại. Dạ vâng ạ. Anh ngại là sợ là bên đó không có cho anh tới thôi. Còn nếu cho anh tới thì dù nắng mưa hay là giông bão anh vẫn tới được. Anh có thích những người con gái có tính cách sôi nổi hoặc là hơi mạnh mẽ một tí không? Bởi vì... anh thích như vậy, tại vì anh hiền nên từ anh muốn người vợ nó mạnh mẽ một chút để sau này có tiếng nói trong gia đình. À vậy lạ ghê luôn ta. Thích phải không chị? À, anh từ thú thực thì anh cũng rất có cảm tình với người Nghệ An. Dạ, cảm ơn anh. Thì hôm nay được quen em cũng thực sự cũng là nhờ chương trình sắp xếp cho anh được quen em. Dạ, anh nhìn hai người anh nhận ra chị ai em chưa? Dạ nhận. Nếu mà hai người đứng chung là anh quay đứng là tôi xáo trộn xong cái anh nhận ra được không? Dạ được ạ. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu nào đó để chúng ta tiến hành bấm nút ha. Bây giờ trong tim mình thấy sao, mình cảm nhận cô gái kế bên thế nào, mình nói xong giống như mình tỏ tình vậy đó. Rồi cô gái cũng vậy, mỗi người một câu chúng ta kết thúc. Thì anh thì thật ra là những cái lời nói hay thì anh không có nhiều, nhưng anh muốn gửi tặng em một câu thơ ngắn ngủi thôi. Thì cũng coi như là cái sự bày tỏ tấm lòng của anh và trái tim anh muốn hướng về em. Một phút xa nhau ngàn phút nhớ, một lần gặp gỡ vạn lần thương, chiều chiều nhật lá vàng rơi xếp thành bốn chữ trọn đời yêu em. Cảm ơn anh ạ. Cô gái, em cảm nhận thế nào? Em nói đi. Em thực ra là đến chương trình là em đã cảm thấy là khá là may mắn trong những tất cả rất nhiều bộ hồ sơ, thì hồ sơ của em được chọn là em đã thấy em cảm thấy may mắn rồi. Rồi được chương trình giới thiệu cho em một người mà phù hợp với cái tiêu chí của em nữa thì lại càng may mắn hơn, cho nên là em cảm thấy em rất là vui. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh chị Quyền Linh và chị Cát Tường đã sắp đặt cho em và anh gặp nhau, thì tất cả mọi chuyện nó vẫn đang còn ở tương lai phía trước. Em cũng không có dám nói gì nhiều, thì em chỉ hy vọng là cả anh cả em là đều cùng nhau cố gắng và sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn và chúng ta sẽ có một kết quả tốt đẹp. Bây giờ thấy con tim mình thế nào rồi? Thực ra là em cảm thấy là vui vẻ và không có gì là quá áp lực hay là như thế nào ạ. Rồi, thế được rồi. Dạ. Thấy con tim mình hơi sao động tí là được rồi. Như vậy là nào? Tốt rồi. Xin mời hai bạn để tay vào nút bấm. Và bây giờ là lúc mình lắng động lại, mình kiểm tra xem trái tim mình đang như thế nào. Một, hai, ba. Rồi, rồi chúc mừng hai bạn. Nào. Dạo này vội quá, còn một với hai cứ chưa đọc là đã bấm nút không à? Chúng ta hãy nắm tay nhau để cảm nhận những giây phút đầu tiên. Những chiếc vé xem phim gửi tặng hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Gấu không gấu? Đây, kỷ niệm đầu tiên, đây món quà đầu tiên mà anh ấy dành cho bạn. Sẽ còn nhiều cái giá trị khác nữa. Và tới nên hai người dẫn nhau đi mua nhà. Rồi, mời hai bạn đi xem phim. Nắm tay nhau thật chặt. We'll be right back.
nổi. Em có thể đi ăn bằng voucher, còn vợ con ở nhà thì sao? Tùy vào của lớp nó, người phụ nữ nó sẽ xử lý như thế nào. Xử lý như thế nào là ý em muốn người phụ nữ lúc đó sẽ xử lý như thế nào? Em không biết. Tại sao tôi muốn bấm lại? Biết đâu khi bấm lại bạn gái sẽ không bấm. Xóa bỏ, làm lại từ đầu. Hãy cảm nhận lại một lần nữa và đưa ra quyết định của mình. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Một, hai, ba. Bạn trai đã ngồi đây rồi, đợi hơi lâu em ha. Đợi tí xíu nha, bây giờ mình sẽ ra dắt bạn gái của em vào. Chúng ta bắt đầu buộc nói chuyện ngày hôm nay nha. À, xin mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Rồi, xin chào hai bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu về nhau thật là lớn, rất là rõ ràng cho đối phương nghe được tên tuổi, công việc của mình nha. Rồi mời anh. Mình là Trần Lê Công Vũ, hiện tại là đang làm account manager của một công ty về truyền thông quảng cáo, quận 10, Hồ Chí Minh. Quê mình thì là đang ở Đà Nẵng và có nghĩa là mình đã vào đây được khoảng 7 năm. Mình sinh năm 85 thì khoảng 34 tuổi. Rồi mời chị. Em tên là Lại Thị Phương Dung, năm nay em 33 tuổi. Hiện em đang công tác ở lớp mẫu giáo Bình Thái. Em dạy trẻ trong nhà thờ. À, dạy trẻ trong nhà thờ, mình có đạo không em? Dạ em có đạo. Em là quê ở Kim Sơn, Ninh Bình. Dạ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 8. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em là yêu thích trẻ con, hòa đồng với mọi người. Dạ có biết ca hát chút xíu. Biết ca hát xíu. Dạ. Dạ điểm yếu của em hơi nóng tính. Trời đất ơi, dạy trẻ mà hơi nóng tính. Với là em hay mít ướp chút xíu. Thế lúc đi dạy mà con nít nó quấy phá quá nào mà nói nó không nghe lời thì cô giáo sẽ làm gì? Dạ khi đó thì coi như là mình kèm tính nóng của mình lại rồi, xong mà mình bỏ hết mọi sự rồi mình không thể nào đánh nó được. Tại vì mình nghĩ là nghề trông trẻ là mình phải dịu dàng hơn. À còn anh, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Thực hiện làm trong những cái chương trình quảng cáo thì vì điểm mạnh của mình vẫn là tổ chức về những cái chương trình. À. Và cái điểm yếu là đôi khi nói chung là cũng không có sâu sát được cái việc công việc của mình. Tại vì khi mà cho nó công việc mà bị dồn quá nhiều á, đôi khi cũng một chút nóng tính. Có những cái ngày mà ví dụ thứ bảy chủ nhật á, thì vẫn là cho nó những ngày làm, có nghĩa là không tập trung về cái bạn gái của mình trước đây. Vì vậy nên là thường hay gọi là bỏ rơi cô ấy. Rồi bây giờ thí dụ như mà bắt đầu mối quan hệ mới nữa thì mình có cách nào cải thiện được cái đó không hay là vẫn vậy? Coi như là gần như là các công việc hiện tại thì mình cũng đã set up cho team rồi. Nói chung là các công việc cũng lại hạn chế ít hơn. Tình trường của em như thế nào? Trước thì nói chung là đại học thì vẫn có, nhưng mà sau đó mà khi mà học xong rồi thì cô ấy là muốn là đi về phía Bắc nhiều hơn, là còn mình thì là hướng về Nam. Bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì thật sự ra là do mình cũng không đếm. Vậy là nhiều quá không thể nào đếm nổi. Tại vì khi mà trải qua một mối tình và có sự thất bại thì mình đã không muốn nhìn lại về những thất bại đó. Mình có rút ra được là tại sao qua những mối tình mà mình đều thất bại? Đó là một cái câu mà thật sự rất là khó. Khó nhưng mình cũng phải biết để mà mình rút kinh nghiệm cho những mối tình sau. Đa phần thì về cái tôn giáo của mình chủ yếu. Thế bên này là thấy đầu tiên khởi điểm là thấy một cái sự là may mắn rồi đúng không? Bạn gái bên này là cũng là có đạo và dạy trẻ em trong đạo nữa, trong nhà thờ nữa. Bây giờ là một cái điểm đầu tiên là thấy là được rồi đúng không? Dạ vâng. Rồi bây giờ cái vấn đề đạo là ok rồi, mình bỏ qua. Nhưng ngoài ra còn có những cái vấn đề gì mà làm cho mình bị trắc trở trong cái tình yêu nữa không? Mình nghĩ là khá nhiều, và mệt nhất là do mình đang làm trong cái ngành là tổ chức sự kiện. Các cô người mẫu hoặc là các diễn viên hoặc là nhớ rất là nhiều nói rằng là hiện tại anh còn độc thân thì nó gần như là khó, nó khả năng khó rất là tin. Nghe vậy thì em cảm thấy như thế nào? Chị nãy giờ thấy mặt em buồn so à, sao buồn vậy? Dạ tại vì em kể chị Cát Tường nghe hôm qua là em tưởng là em không lên được tới sân khấu rồi đó. Ủa sao vậy? Tự nhiên em mọi ngày em ăn bún riêu không sao, cái tự nhiên hôm qua em ăn bún riêu chấm mắm tô em bị đau bụng cả đêm em phải nhập viện. Trời. Xong rồi em kêu chắc ế lại hoàn ế rồi đó. Trời đó, cái bữa nay hẹn hò rồi hôm qua còn ăn mắm tôm chi? Bây giờ ổn chưa? Ok chưa? Bụng ổn chưa? Tự nhiên đến phim trường nó đỡ đau hơn rồi. Hy vọng không sao đâu. Cái hoàn cảnh của ảnh vậy đó, xung quanh là cũng nhiều phụ nữ lắm, em có e ngại gì không? Bản tính của ảnh thôi, nếu mà ảnh là người lăng nhăng thì ảnh sẽ lăng nhăng thôi. Vấn đề là ở em, chứ giờ cái môi trường xung quanh em, cái chuyện đó nó không thể là lý do để mình chia tay được. Nếu em mà đủ cái quan tâm và chăm sóc cho người bạn gái của mình thì cổ sẽ yên tâm thôi. Còn tại vì xung quanh em nhiều phụ nữ, rồi em lại không có tập trung lo cho bạn gái của mình thì mới khiến cho cổ cảm thấy là nghĩ này, nghĩ nọ, nghĩ kia. Dạ vâng ạ. Tình trường của em thì như thế nào? Em cũng có trải qua hai mối tình.
rồi, hai người này không có đạo cho nên là gia đình em không có cho quen. Khó khăn về tôn giáo. Ồ, vậy hai bạn này đều trục trặc về vấn đề tôn giáo. Thì hai bạn có thể hỏi qua hỏi lại vài thông tin đi. Anh em ơi, cho em hỏi là từ trước giờ là anh quen bao nhiêu mối tình rồi anh? Thực sự ra là khi mà trải qua một mối tình, anh muốn quên thì anh không có muốn mà nhắc lại những cái chuyện cũ. Cho nên hôm nay là anh không nhớ đó. Tôi trả lời luôn là anh phải quen nhiều lắm, trên 10 nên anh không nhớ được. Vậy thôi giờ mình bắt đầu lại từ đầu đi. Được không? Nói chung là khi mà đến chương trình á thì đã mình đã muốn là một cái sự khởi đầu mới cho mình. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn người bạn trai em là biết quan tâm chăm sóc bạn gái nè, biết ga lăng, đừng có keo kiệt, biết hiếu thảo với cha mẹ là được rồi. Với lại công việc ổn định nữa. Ngoại hình? Ngoại hình thì nói chung là nhìn được là được rồi. Được là sao? Cái từ được nó khó lắm. Hình như là cao 1m7. Còn số đẹp em không quan trọng vấn đề. Được rồi đó, không biết người ta được em không nè. Rồi tiêu chuẩn của anh sao nè? Tại vì thật sự ra khi mà trải qua những mối tình á, tính tình nó hợp với nhau không, chứ không phải là quyết định về cái ngoại hình hoặc là những cái việc khác. Nhưng mà mình cũng phải có đặt ra một cái mục tiêu về ngoại hình như thế nào chứ. Thẳng thắn chia sẻ chứ lòng vòng sao ta biết đường mai mối. Ngoại hình thì do là cái chiều cao mình là 1m76 á, vì vậy nên là cô gái không có thấp hơn 1m6. Tiếp. Cái ngoại hình á thì mình không có yêu cầu nhiều. Gần như nếu như mà yêu cầu mà về ngoại hình á thì gần như là cái danh sách người mẫu hoặc là chính của mình ở IG á thì nó rất là nhiều. Không, ông ơi ông xạo quá, bây giờ đưa cho cô 66 không chịu không? Xung quanh toàn phụ nữ là người mẫu gái đẹp không à, xấu được không? Thì vì vậy nên là mới nói là cái tính quyết định chứ không phải là do ngoại hình. Chắc không? Chắc. Xạo quá. Đưa hình tôi coi coi. Em, đưa có hình ảnh gì không em? Dạ, cho em chị có đây xem chị. Coi. Đây chị. Rồi ráng kiếm ảnh đi, ảnh nó chổng á. Dạ. Trong hai tấm hình đó đều có ảnh hết. Rồi, tìm đi anh, dễ ẹt. Thì chắc là cô áo vàng. Tại sao chỉ vô anh nó hay vậy? Lý do? Em cảm nhận như vậy. Cảm nhận như vậy, còn em? Thì em cảm nhận hình như theo cái tính tình, cái giọng thì có lẽ là cô áo vàng. Bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra, hai bạn nhìn nhau xem thử là cái cảm nhận của mình đầu tiên có đúng hay không nha. 1, 2, 3. Sao ạ? Lựa chọn của hai bạn đúng không? Hay ha. Hôm nay người nào cũng chọn rất nhanh, chọn cái trúng phốc luôn à. Cảm nhận về nhau thật là đúng. Nãy giờ bạn trai chia sẻ là có vẻ hơi chung chung và hơi nhỏ nên là bạn gái không có nghe được rõ. Bây giờ thì mời hai bạn hãy thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng. Xin mời. Rồi bây giờ trước khi ăn thì cái này đi. Cái gì đó. Khi mà đến với chương trình này thì cũng là cho tặng em một món quà. Và đây được gọi là thế giới trước khi của một của anh. Dạ. Là gì cho chị coi với, chị tò mò quá cưng. Là gì? Ai hút cái đá bóng. Trời ơi. Em cảm nhận như thế nào về món quà này? Dạ em không biết sao ảnh tặng em áo này nữa. Hỏi ảnh đi. Gần như trước đây thì câu lạc bộ Arsenal gần như là một cái tình yêu lớn. Và hiện tại thì vẫn là một cái khoảng trời riêng. Và gần như là tất cả anh em, bạn bè ở trong Arsenal đều là cùng chung với nhau. Cái thanh xuân của mình thì nó gắn liền với Arsenal. Vì vậy nên là mong muốn là một bạn gái cũng sẽ cùng mình là trải nghiệm về những cái tình yêu này. Trời ơi, tình yêu gì kỳ quá. Mở quà ra đi em. Em có thích coi đá banh không? Dạ không, em không thích. Đúng rồi, phụ nữ thì thường không. Mở ra đi em, mở ra đi rồi chị thuyết trình cho. Phụ nữ thì thường không có thích. Đa số là phụ nữ là 10 người lớn, 8 người không thích rồi. Lâu lâu có 2 người theo phong trào thôi. À, và thông điệp ảnh gửi đến em là đây là tình yêu lớn nhất và cả tuổi thanh xuân của ảnh. Bây giờ có em rồi thì em phải chuẩn bị tinh thần. Có thể có những buổi hẹn hò nhưng mà rớt vô cái ngày của cái đội bóng ở đá thì em vẫn là cái ưu tiên 2. Cái đó mới là ưu tiên 1 nha. Hãy chuẩn bị tinh thần, đúng không em? Chị dịch vậy ổn không? Dạ cũng tương đối chính xác. Đó, nói rõ để em biết sau này em đừng trách chị Tường nha. Em chỉ là ưu tiên 2 thôi, đá banh với các bạn trong cái đội bóng đó là mới là ưu tiên 1. Bây giờ hai bạn hãy thưởng thức món ăn của nhà hàng. Đây là món gà Bolibop, món ăn của Ấn Độ nha. Bởi vì nhà hàng của mình là nhà hàng chuyên về những món ăn Ấn Độ, những đầu bếp từ Ấn Độ sang đây để thực hiện những món ăn này. Xin mời hai bạn thưởng thức. Một chút xíu chị Tường sẽ quay lại nha. Chào em. Dạ. Thì dạy trẻ thì gần như là dạy luôn cả thứ bảy chủ nhật hay là sao? Thứ bảy chủ nhật có ít khi đi làm lắm, nhưng mà ví dụ như trên trường có sự kiện gì này kia gì đó em mới phải lên trường phụ. Còn công việc của anh thì đi làm suốt luôn hay sao anh? Nó thì đánh theo dự án.
Có nghĩa là từng dự án thì team nó sẽ làm và có những team nó làm thuộc thuộc team riêng. Như là ví dụ như sau này anh có bạn gái thì anh có thời gian đi chơi với bạn gái nhiều không? Thì có nghĩa là sẽ có hai phương án xảy ra. Một là nếu như dự án đó ở tỉnh thì có thể dẫn các bạn gái đi cùng. Còn mà nếu như mà dự án đó ở Hồ Chí Minh thì vẫn có thể sắp xếp để mà đi chơi ở những cái ngày đó. Rồi khái niệm về tình yêu của anh là muốn người bạn gái anh như thế nào, mỗi người mà anh thích đó? Thích thì nói chung là tính tình vui vẻ nhiều hơn. Nghĩa là đôi khi là những cái công việc mà khi mà stress quá nhiều á, một người bạn gái mà khó tính quá thì sẽ dẫn tới dễ bị nóng tính. Rồi anh có muốn hỏi gì về em không? Nếu như mà có một cái khoảnh khắc là em sẽ từ bỏ cái việc nuôi dạy trẻ để mà phụ anh vào công việc thì em có đồng ý không? Lấy chồng thì phải theo chồng, thì khi đó nếu mà em cảm thấy công việc của anh em có thể phụ anh thì em sẽ nghỉ bên nhà trẻ em qua phụ anh. Về sở thích muốn ăn của em á, thì đối với cái món ăn mà được sự lựa chọn của nhà hàng đấy thì này thì em sẽ như thế nào? Thì nói chung là em không có ăn cay được thôi. Có nghĩa là chưa từng thử ăn về cay lần nào? Cũng thử nhưng mà ở mức độ cấp 1 thôi. Chỉ thử ở cấp độ cấp 1, không dám thử ở cấp độ cao hơn hay là không có thể làm được? Em không ăn cay được, nói chung là như vậy. Còn anh thì anh có ăn cay được không? Tại vì xuất phát của bên dân miền Trung thì nó lại là khá ăn và khá mặn và khá cay. Anh là người gốc miền Trung hả? Vậy ba mẹ anh định cư ở đây lâu chưa? Ba mẹ vẫn là ở Đà Nẵng. Nói chung là vào ở Sài Gòn 7 năm thì chỉ có 3 năm thì khi mà em nó tốt nghiệp rồi thì nó sẽ vào Sài Gòn sống chung. Một mình anh ở đây. Nãy giờ chia sẻ được nhiều chưa? Dạ, về công việc thì ví dụ như mà sau này anh kêu là phụ giúp với anh thì nói chung nếu như mà thương rồi thì em sẽ nghỉ bên nhà trẻ để qua phụ giúp với anh bên đó. Để công việc anh được tốt đẹp hơn. Theo em thì trong gia đình ai sẽ là người quản lý về kinh tế, vợ hay chồng? Do bên mình thì tất toàn bộ các dự án thì nó sẽ là luôn luôn một cái vòng xoay. Gần như là tiền thì sẽ có những đôi lúc là tiền của mình sẽ ở con số âm. Và em sẽ phải xác định rằng đôi lúc thì anh sẽ phải dùng gọi là những cái voucher để mà đi ăn. Voucher là gì? Voucher là cái những, có nghĩa là giống như là khi mà em đang làm quảng cáo cho Hoàng Yến thì nó sẽ phát ra một cái bữa trưa. Tưởng đâu nói là em phải chuẩn bị tinh thần, sẽ có những lúc là anh sẽ mượn tiền của em để xài chứ. Quan niệm đó là vẫn rạch ròi về cái khoản tiền. Tại vì thực sự ra là tiền khi giống như là trong bạn bè và kinh doanh như thế. Rồi những lúc mà âm mà không có tiền rồi vợ con như thế nào? Em có thể đi ăn bằng voucher, còn vợ con ở nhà thì sao? Thì đó, thì có nghĩa là đôi khi thì sẽ phải gọi là tùy vào lúc nó, người phụ nữ nó sẽ xử lý như thế nào. Xử lý như thế nào là ý em muốn người phụ nữ lúc đó sẽ xử lý như thế nào? Em không biết, tại vì trước giờ là cho đó chưa có một người nào mà xử lý được cái tình huống đó. Cái từ rạch ròi của em ý nghĩa là sao? Cụ thể. Đừng nói chung nữa, nói riêng. Cụ thể là rạch ròi như thế nào? Người ta vẫn quan điểm là phụ nữ về nữ công gia chánh. Nhưng là khi mà gọi là hết tiền đi ăn thì có thể là cho nó một buổi bữa ăn của ở trong gia đình, cả hai con người cùng nấu. Chứ còn mà thật sự ra mà nói rằng là dùng tiền của vợ để mà gọi là đi ăn hoặc là tiêu xài gì đó thì nó rất là kỳ. Thì nói chung bữa ăn trong gia đình thì cũng phải có tiền mới đi chợ được chứ cưng. Ý em muốn là lúc đó người, nói chung là người phụ nữ cũng phải có thể có độc lập về tài chính. Để những lúc mà chồng có khó khăn thì vợ cũng có thể là gánh vác được gia đình trong một cái khoảng thời gian nào đó. Được không? Đúng không? Thì phải nói rõ vậy chứ, đàn ông có nói lòng vòng không chết rồi. Những lúc chồng khó khăn em có ngại là bỏ cái tiền của em hay cái lương bổng của em ra để mà hùng vô cái kinh tế của gia đình không? Như là đã là vợ chồng thì tiền bạc đối với em phải rõ ràng. Anh đi làm một tháng bao nhiêu, anh tiêu xài những gì mà sau nó hao hụt càng ngày càng nhiều. Em phải biết cái điều đó thì em mới bỏ tiền em ra được. Có nghĩa là em cũng phải nắm được cái tình hình làm ăn của chồng. Dạ đúng rồi. Khi mà em lấy vợ em có chia sẻ những cái việc làm ăn của em cho vợ em không? Khi mà đã làm trong ngành quảng cáo rồi thì sẽ phải chấp nhận được một sự thật là đôi khi khách hàng không trả đi đúng hẹn của mình. Không, chị hiểu những cái rủi ro rồi, nhưng ý chị hỏi là em có sẵn sàng chia sẻ những cái thông tin, những cái con số của cái việc kinh doanh của em cho vợ em nắm hay không, hay là công việc của ai người đó đấy làm em không cần phải bận tâm? Toàn bộ những con số này thì là nó đều có nghĩa là rất là công khai và rất dễ biết. Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn thêm một vài cái cơ hội nữa để hai bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn ha. Trên tay chị là những lá bài, mời em gái bóc một lá và đọc lớn lên, yêu cầu bạn trai thực hiện yêu cầu trong đó. Bạn có thích được đối phương chủ động trong chuyện hôn?
Nói chung là việc hôn thì là... Nói chung hoài. Ông nói riêng giùm tôi cái đi. Bây giờ có thích phụ nữ chủ động hôn mình không? Dạ có. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Ở đó giờ có ai hôn em chưa? Chủ động hôn thì vẫn có. Và em thích cái cảm giác đó không? Nói chung là chú nói. Tại vì thật sự ra là cái việc mà bị chủ động hôn và hôn... Bị chủ động hôn hay là được chủ động hôn? Bị. Bị hả? Thì vậy nên là khi mà bị thì cũng là hơi chữ bất ngờ. Bất ngờ. Em thường thường em có phải là người chủ động trong tình cảm không? Nói chung là trong chuyện tình cảm thì... Bị lây cái từ nói chung rồi đó. Để coi đối phương như thế nào với em đã em mới chủ động được. Khi tình yêu mãnh liệt thì người phụ nữ sẽ sẵn sàng chủ động. Đọc lớn lên. Bà nghĩ thì đêm tân hôn ai nên chủ động và làm gì? Trả lời đi cưng. Cụ thể, em có nói chung. Câu này sao khó trả lời. Không có gì đâu trả lời, mình nghĩ sao mình nói vậy thôi. Cụ thể thôi, để đàn ông chủ động đi. Vẫn hay hơn. Vẫn hay hơn ha. Chứ để em thôi, người ta nói người ta bị chủ động nữa thì khổ ha. Phụ nữ nói chung cũng cứ để đó đi. Chị cũng vậy thôi, quan điểm của chị là vậy đó. Và em nghĩ đêm tân hôn mình làm gì em? Làm gì? Thì mình ngủ thôi. Đừng ngủ. Giả tỷ như giờ bạn trai không làm gì hết thì mình vẫn ngủ thôi. Đúng không? Theo em nghĩ thì đêm tân hôn mình sẽ làm gì em? Giống như là những người bạn mà đã kết hôn rồi á, trong cái buổi đám cưới á, thì nó rất là mệt rồi. Và thật sự ra là lúc đó là gần như là cả hai cũng đang kiệt sức rồi. Vì vậy nên là thôi, tốt nhất là nên ngủ. Rồi đêm sau mới tính. Nói chung là sau những buổi đó mới tính. Vậy là hai bạn này có một cái ý trùng khớp. Thưa quý vị, hướng suy nghĩ mới và rất hiện đại. Đêm tân hôn chúng ta nên ngủ. Và mấy đêm sau rồi mới tính nha. Nói thì hay lắm, mà tôi sợ chưa tới đêm tân hôn ông hốt người ta rồi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của dì Tường, nếu như chúng ta đồng ý bấm nút thì chúng ta nhấn mạnh vào, nhắm mắt lại. Hãy lắng động lại, cảm nhận suy nghĩ lại từ nãy giờ cuộc nói chuyện của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao bạn Nam không bấm? Có bấm nhưng mà có hình như là không đủ lực. Vẫn còn một sự run sợ. Vậy thì bây giờ nếu cho bạn một cơ hội nữa, bạn bấm hay là không bấm? Thì có nghĩa là vẫn bấm. Rồi, mời bạn đặt tay vào nút bấm. Xóa bỏ, làm lại từ đầu. Hãy cảm nhận lại một lần nữa và đưa ra quyết định của mình. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao tôi muốn bấm lại? Biết đâu khi bấm lại bạn gái sẽ không bấm. Thế thôi, em sao em vẫn kiên quyết bấm nút với cái anh chàng mà không có quyết liệt với mình? Thì mình cứ bấm đi. Thí dụ như ảnh thấy hợp thì ảnh tiến tới làm quen mình. Còn không, ảnh cảm thấy là không thấy mến mình hay là gì đó thì quyền của ảnh thôi. Còn mình thích là mình cứ bấm, đúng không? Đúng rồi. Đây là một cô gái cá tính rất được, rất mạnh mẽ. Thì cũng xin chúc mừng hai bạn thôi. Trong kinh doanh, trong công việc có thể em quyết đoán. Nhưng mà trong tình cảm nếu em không quyết đoán á, em có thể làm khổ cho người phụ nữ. Và em cũng có thể đánh mất cơ hội của mình. Rất là nhiều cung bậc cảm xúc cho cái tập này. Rồi chị nấy mọi thứ nó đã rất là hợp lý rồi. Bây giờ còn lại là do cái tình cảm của hai bạn nữa thôi. Chị Tường thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp 212 Lý Chính Thắng. Chúc hai bạn sớm báo tin vui, nắm tay nhau, quyết liệt lên. Một nụ hôn để kỷ niệm cho ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôn má. Hôn má. Em vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó. Trước khi em đăng ký chương trình này, em có thấy tất cả một cặp đôi đang bấm nút đều có hôn nhau không? Đó là có xem rồi. Em có thấy là những người ta hôn nhau khi đã bấm nút với nhau không? Đôi khi người ta có một sự khác biệt giữa là những cái cặp đôi với nhau. Ví dụ như nhất thiết rằng có những cặp đôi này nó yêu đương mãnh liệt hoặc là cái gì đó thì mình sẽ phải theo đó. Em cũng thích theo. Bạn có suy nghĩ gì trong lúc này? Em thì hay chắc ảnh đang hồi hộp luôn. Cho nên ảnh không dám hôn. Trời ơi, Bình nữa. Thế em có muốn chủ động giống như hồi nãy bốc được cái lá thăm đó không? Thôi, em để ảnh hôn em. Em hãy chờ đợi ha. Còn nếu mà chờ đợi lâu quá thì hãy đi tìm cái điều gì đó khác nó nhanh lẹ hơn. Dạ. Không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta lớn hết rồi. Rồi, thôi vẫn hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm báo được tin vui cho chúng tôi nha.
À thôi tự hôn tôi vậy. Ây, thương quá Tường ơi. Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Và bây giờ thì các Tường xin nói lời chào tạm biệt nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Xin chào và hẹn gặp lại. Để quý vị khán giả chờ lâu, xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bạn nam của chương trình ngày hôm nay. Wow. Rồi, hãy ngồi và hướng mắt về phía trước đi hai chàng trai của tôi. Và bây giờ bên đàn gái, hai cô gái xinh đẹp, xin mời. Tôi thấy chàng trai ngồi ghế đỏ của tôi rất là ấn tượng. Xin mời em giới thiệu trước. Em tên là gì nè? Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Lê Trung Đức, năm nay 29 tuổi. Hiện tại em đang làm huấn luyện viên thể hình tự do. Quê em ở đâu? Quê em ở ngoài Hà Nội ạ. Ừ, vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây cũng lâu rồi, vào cả gia đình vào từ năm 97 ạ. Cụ thể công việc của em là em làm gì? Có khách hàng ở ngoài là có nhu cầu muốn tăng cân giảm mỡ thì người ta sẽ liên hệ với em. À, đấy. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là căng vậy. Điểm mạnh có ai làm gì em đâu mà em làm gì em hồi hộp dữ vậy? Điểm mạnh mình mà sao em thấy cái hả, thấy gì không? Điểm mạnh của em thì hiền lành. Hiền lành, hiền lành rồi. Hiền lành với cả nhược điểm của em là cũng hơi nóng tính, có lúc khi thẳng thắn. Hiền lành quá sao làm nghề này được? Tùy chị ơi, tùy vì là em làm nghề này thì là em tiếp xúc khách hàng, có sao nói thẳng thôi. Ừ. Chứ em không có kiểu như là buôn phê như người ta đâu. Ví dụ như bây giờ tướng chị vậy là cần tăng giảm mấy ký? Tướng thì em nghĩ là trời ơi, liếm môi hoài. Làm... nhìn mà chị liếm môi hoài vậy? Làm nghề bao nhiêu năm rồi, nhìn cái là mình phải biết liền để mình tư vấn cho khách chứ. Chị cũng được nhưng mà chỉ cần tập cho nó săn lại thôi. Săn cái gì? Giảm mỡ. Thằng bé khéo ăn khéo nói thiệt. Săn chắc lại. Giảm mỡ. Dạ, tập gym chủ yếu, người ta chủ yếu là tập về nó săn chắc thôi. Chứ khỏe đúng không? Đúng rồi. Mặt bạn này giống diễn viên đóng phim Đường Tăng ha, giống như đóng Tây Du Ký. Đóng Đường Tăng dễ sợ luôn. Da dẻ trắng trẻo mịn màng láng lẫy tròn 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 đó ha. Mà sao miệng thì, líu lửa tôi đâu phải bạch cốt tinh đâu, làm gì mà ngồi kế bên mà yếu dữ vậy. Rồi, cô gái ngồi ghế màu đỏ của mình nè, giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào anh Đạt, chào chị Cát Tường và chào mọi người. Em tên là Nhã. Cái gì Nhã? À, Huỳnh Nhã. Huỳnh Nhã. Dạ, em sinh năm 96. Hiện tại em đang kinh doanh tự do. Ở đâu? Dạ, ở quê, ở Tiền Giang ạ. Hiện giờ là em vẫn ở Tiền Giang? Dạ đúng rồi ạ. Em ở gia đình ở dưới hả? Dạ. Gia đình em làm gì? Dạ em làm sầu riêng ạ. Sầu riêng đúng không? Vườn trái cây hả? Dạ đúng rồi ạ. Có kinh doanh thêm nhưng mà dạng nhỏ thôi ạ. Em lên đây hồi lúc nào? Em mới lên tới luôn. Mới lên tới tức thì luôn hả? Dạ đúng rồi. Wow. Có dự định là tối nay mình ở trên thành phố Hồ Chí Minh hay là mình sẽ về thẳng Tiền Giang? Sau chương trình thì chắc chắn em sẽ phải ở lại một đêm. Ở một tại đêm vì đúng không? Nếu mà em đi về liền thì không có xe về. Ừ. Cơ hội những chàng trai ơi. Cơ hội nha. Nghe không, nghe rõ không? Mai mới về là đêm nay. Mai là mới về là đêm phố. Nay người ta còn lang thang ở thành phố Hồ Chí Minh du lịch nhẹ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì nè? Điểm yếu của em thì em hơi nhát, hơi tự ti về bản thân một chút xíu. Hơi nhát và tự ti. Dạ, về điểm mạnh của em thì em nói chung là trong công việc thì em khá tự tin. Em chỉ có cái điểm mạnh đó thôi. Còn giao lưu giờ mình hơi nhút nhát đúng không? Dạ, giao lưu thì em hơi nhút nhát. Nhưng mà trong một mối quan hệ công việc hoặc là xã giao thì em sẽ có thể tự tin được. Thời gian rảnh rỗi em làm gì? Hầu như em không có thời gian.
Vậy thì sao hẹn hò đấy? Bây giờ thí dụ như mình mà lỡ mình có một người bạn trai thì mình phải có khoảng thời gian rảnh rỗi chứ hầu như không có thời gian là suốt ngày là vòng vòng sầu riêng không? Ngoài làm sầu riêng với lại thêm cái mê bán online nữa thì em còn đầu tư nữa, đầu tư dạng nhỏ thôi ạ. Nhưng mà giải trí? Giải trí thì em sẽ nghe nhạc. Rồi bây giờ thí dụ giờ có bồ thì thời gian nào dành cho bồ? Nếu may mắn có bồ thì em sẽ cân bằng thời gian ạ. Có thời gian cân bằng thời không? Thời gian không hay xung quanh chỉ là sầu riêng thôi? Dạ có, chắc chắn sẽ có ạ. Chứ không có không được đâu rồi nha. Căng à. Dạ. Phải có thời gian cho người yêu mình chứ. Dạ. Kiếm tiền mà tuổi trẻ mà bán hàng online nhiều tiền lắm. Có live stream sáng trưa chiều tối ngày 3-4 cử là tiền khỏe luôn. Tới bạn trai ghế xanh nè, giới thiệu về mình nha em. Đầu tiên thì em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt và chào hai bạn nữ bên kia. Em tên là Phúc Kiện, em sinh năm 1... Phúc gì? Phúc Kiện ạ. Phúc Kiện. Vâng ạ. Rồi. Em sinh năm 1996. Quê gốc của em thì là ở Bình Định. Hiện tại thì đang sinh sống ở Lâm Đồng và làm việc ở Hồ Chí Minh. Quận mấy? Em đang ở quận Tân Bình ạ. Đến thành phố Hồ Chí Minh lâu mau rồi? Gần 1 năm rồi ạ. Công việc của em là em làm HR tuyển dụng. Em sẽ là người tuyển nhân viên ạ. À. Tuyển dụng nhân viên ạ. À. Làm về ngành gì? À, em làm về tuyển dụng cho công ty bất động sản. À. À. Rồi. Như là muốn vô công ty là phải thông qua em á hả? Vâng, có thể nói là như thế ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là được đồng nghiệp đánh giá là khá là hiền lành, chăm chỉ và em biết nấu ăn. Còn điểm yếu là hơi bị rụt rè trước người lạ, nhưng lại quá tăng động với đồng nghiệp. Thời gian công việc có bận rộn lắm không? Có thời gian rảnh rỗi không? Em làm theo giờ hành chính thôi, bởi vì em làm mạng tuyển dụng, em không kinh doanh. À, em kinh doanh mới đi tiếp khách đúng không? Vâng, em chỉ là làm tuyển dụng theo giờ hành chính từ thứ hai đến thứ bảy. Vậy là được. Lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Rảnh rỗi thì em ở nhà thì có nuôi cá cảnh, với thỉnh thoảng thì xem hài của anh Hướng Đạt. Có coi hài. Ở nhà em nuôi cá gì? Em nuôi cá bảy màu với mấy con cá vàng thôi ạ. Nuôi cá nhẹ nhàng vậy thôi hả? Vâng. Nó cũng giống như cá tính của em vậy hả? Nuôi bao nhiêu con cá bảy màu? Một đàn cá bảy màu ạ. Nó đẻ chưa? Thường xuyên. Cá cảnh đồ. Rồi, đó là những thông tin của anh chàng ghế màu xanh. Tôi cô bé duyên dáng của tôi nè, trời ơi, mỉm cười có duyên quá. Xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Dạ em xin chào mọi người ạ. Em tên là Diệu. Cái gì Diệu? Dạ Thị Diệu. Thị Diệu. Dạ. Cái gì Thị Diệu ạ? Dạ Trần Thị Diệu. Quê quán em là ở Bạc Liêu. Hiện tại em đang sinh sống cùng gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của em thì là em cũng là kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do? Dạ. Kinh doanh về mảng hàng nào? Dạ thời trang nữ. Thời trang nữ. Dạ. Kinh doanh bằng cách live stream hay dạ, là dạ đúng rồi, em live stream. Live stream. Dạ. À, các bạn trẻ giờ toàn kinh doanh online không à? Online. Dạ em vô đây lập nghiệp được bao lâu rồi? Dạ em vô với gia đình từ nhỏ. Từ nhỏ? Nhưng mà quê quán ở Bạc Liêu thôi. Dạ. Ở đây em ở quận mấy? Dạ em ở Nhà Bè. Điểm mạnh yếu là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em cũng có nhiều điểm mạnh. Tôi nhớ là mấy người mà live stream là lanh lắm mà ta sao ở đây? Mấy bạn ơi, đây đem cái đầm nè, đó, đây nè, giá đẹp luôn nè mấy bạn ơi, đây nè, đó, vô, chốt đơn, đừng thêm giờ rụt rè vậy. Dạ, lên live thì em nói được lưu loát ạ. Vậy có cần anh để cái điện thoại đây cho tự tin hơn không? Thoải mái đi nè, điểm mạnh. Dạ, điểm mạnh của em chắc là em cũng hòa đồng được với mọi người cũng nhanh, với lại em, dạ em muốn ăn, dạ hết rồi. Live stream lanh lẹ không? Dạ, được live stream thì em rất... Ví dụ mấy đứa mà bơm hàng có chữ nữa không? Dạ. Không có chữ luôn. Dạ, cái này nói nhẹ nhàng thôi. Nói nhẹ nhàng bằng cách nào à? Thôi mà đừng có bơm hàng đứa nữa tôi khóc đó. Hay sao? Dạ, có khi em nói cũng có khi em bực quá cái em chặn luôn em cũng. À chặn luôn, nhưng mà sao biết chừng nào ta bơm hàng mới chặn chứ? Dạ, khi về cái em biết cái nick đó cái em chặn luôn. Chặn thôi chứ không nói gì hết. Dạ, có nhiều khi tức quá cũng. Nói câu gì à? Dạ chị ơi, cái nick chị kỳ lắm. Thật sự là những cái người mà bơm hàng gì cũng không tốt thiệt. Cái nết của họ cũng kỳ thiệt. Ta buôn bán cực khổ vậy mà đừng bớt bơm hàng, sẵn lên xong bớt bơm hàng giùm em ha. Rồi đó là điểm mạnh, điểm yếu là gì nè? Dạ điểm yếu em thì em hay bị nhút nhát trước mọi người á, vậy nhưng dưới đám đông mới gặp thì em không có hoạt bát được, không nói chuyện với nó được. Dạ nãy giờ anh cũng thấy điều đó rồi đó. Dạ. Tự tin thoải mái lên. Thời gian rảnh rỗi thì em có giải trí hay đi du lịch gì không? Dạ em rảnh rỗi thì em xem phim với nghe nhạc ha. Xem phim nghe nhạc vẫn cầm cái điện thoại. Dạ. Em có thích đi ra ngoài đường hay là đi lên một cái vùng biển, vùng núi gì không, thoát khỏi điện thoại không? Dạ không, em thì giống như nếu như mà không cầm điện thoại này em thích ngắm sao, ngắm trăng vậy thôi. Ngắm sao, ngắm trăng là lên sân thượng đó hả? Dạ đúng rồi, em thích kiểu mình thích bình yên trong một góc phòng một mình. Thích ở một mình. Dạ. Đó là những thông tin của cô gái ngồi ghế màu xanh chị à. Bây giờ mình sẽ đến với tình trường để mình hiểu nhau được nhiều hơn nha.
Rồi quay trở lại với chàng trai ghế đỏ nè, em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình rồi. Kể cho Tường nghe coi nè. Mối tình đầu tiên là em quen một bạn ngoài Bắc, do người nhà bên em làm muốn cho em với bạn này. Thì đúng lúc là em đang ở trong Nam, đúng lúc em đi bộ đội ra quân xong thì làm mời một tên cho bạn này. Quen được bao lâu? Từ lúc nhắn tin ấy, cũng được 1 năm rồi. Yêu xa, nhắn tin trong 1 năm. Sau cùng là đến cuối tháng 9 2016 thì em với cả bố em ra ngoài Hà Nội chơi, em cũng gặp bạn đó luôn. Là sau 1 năm là không gặp, yêu xa không thôi, 1 năm sau mới gặp. Đó. Nhắn tin đúng 1 năm tin. Luôn mới được gặp. Dạ vâng. Rồi. Rồi cái lúc mà gặp nhau thực tế thì như thế nào? Em với bạn ấy đi chơi và tìm hiểu nhưng cũng nói chuyện và gia đình ở đấy như thế nào. Rồi cuối cùng là như thế nào? Thế nào là thế nào, cũng như là gặp nhau rồi thế nào mà kết thúc? Thì là quen nhau đúng 1 tháng rưỡi thì em cũng thôi. Tại sao thôi? Thôi là vì lý do là thì buổi sáng sớm em thấy bạn ấy sáng sớm xong mặt là hầm hầm, đi không chịu chào hỏi cái gì, em thấy có vấn đề thôi. Em nhắn tin sáng nay em làm sao đấy, xong mặt hầm hầm, em cũng không nói gì nữa. Thôi. Ủa làm sao là cuối cùng sao thôi? Cuối cùng tại vì cái mặt hầm hầm buổi sáng sớm. Em không biết sao mặt hầm hầm là cái chuyện gì. Buổi sáng ít nhất là nhìn thấy em là phải chào. Là sao, là hai đứa ở chung nhau? Đêm đó không phải ở chung, đêm đó ở riêng, rồi tự nhiên sáng sớm là gặp nhau. Em, buổi tối thì em sang nhà bạn ấy chơi, ngồi nói chuyện thôi, sau cùng sáng sớm sao tự nhiên mặt này. Hay là đêm đó thì hai người ngủ chung với nhau trong buổi sáng nó không phải... có ngủ chung rồi mà. Rồi cuối cùng hỏi xong không? Cuối cùng là em thấy buổi sáng là thấy thái độ với em như thế thôi, thì nhắn tin. Nếu mình như thế này thì anh cứ thôi với em. Vậy thôi, tự nhiên thấy mặt ta hầm hầm chưa hiểu nguyên nhân sao cái anh nhắn thôi. Là cuối cùng là thôi luôn đó. Thôi, mối tình thứ hai thì em quen một bạn ở Thái Bình, ra ngoài Hà Nội làm nhân viên hải sản, quen đúng 1 tuần. Sống là em chả hiểu sao bạn ấy tới hầm đoạn hầm tới đúng lúc em gọi điện thoại ấy, thì đang ở ngoài đường thì em gọi cho bạn ấy thì tự nhiên có thấy tí te luôn, sao chặn số. Em vào mạng xã hội thì cũng Messenger, Zalo cũng chặn hết. Ừ. Em chả hiểu gì, còn mai là còn cái Instagram thì em vẫn nhắn. Cuối cùng thì em hỏi tại sao chặn lại chặn hết tất cả mạng xã hội của anh như thế này. Thì em bảo anh, bạn ấy bảo là em là nói chuyện xến quá. Sao lại xến? Mình cũng nói chuyện thẳng thắn với nhau này. Quan tâm như nhau thôi mà, đấy. Có gì đâu xến. Mà em nhắn mấy câu gì vậy? Nhắn cho bạn ấy là bạn ấy đi uống nước không? Tầm 9 giờ là qua đón rồi đi luôn. Mỗi thế thôi, có lúc là rủ đi uống nước hay là đi ăn uống à, đi cà phê. Xến là sao? Xến là như nào mà phải là anh nhớ cũng em chắc... như trăng nhớ mà mây nhớ gió. Chắc là do em nhắn tin thì em như thế. Là có nghĩa có nhắn, có những lắng những cái hời lời hoa ông bướm đúng không? Đúng rồi. À, rồi cô đó cũng thích cô nói xến. Nhưng mà ý mình nó phải như thế đâu. Rồi, nó chưa đấy. Hiểu, chưa hiểu ý nhau. Rồi mối tình thứ ba, nãy giờ chất quốc không à. Còn mối tình thứ ba thì cũng lâu và sâu hơn cả hai mối tình kia. Rồi. Thì quen được bao lâu? Này nửa năm ạ. Rồi, nửa năm tính từ năm ngoái. Hôm đợt bạn này là cái bạn Facebook em từ cuối 2019. Em không biết bạn này là ai. Bạn ấy comment với cả like ảnh, like bài viết của em. Sao cũng thế thôi. Cùng là em cứ chủ động là em nhắn tin trò chuyện. Bạn này cũng ở ngoài Hà Nội, nhưng mà quê bạn ấy ở Hải Phòng. Từ lúc em đang ở trong Nam thì đầu 2021 ấy, ở ngoài Bắc đang dịch, thế là nhà em bị hoãn, không thể bay ra được. Đầu tháng 5 á thì ngoài Bắc hết dịch thì em với cả bố mẹ em đi bay ra ngoài Bắc luôn, gặp bạn ấy luôn. Gặp bạn ấy là hôm ngày 24 tháng 6. Nhớ rõ nhớ ngày 24 tháng 6 là em gặp bạn ấy, bạn cho em địa chỉ ở thích trên Cầu Giấy. Trời, không vô vấn đề chính rồi cuối cùng lại yêu nhau làm sao? Rồi sao mà chia tay? Trong kể chắc tới mai quá. Em với bạn ấy thì tính là cuối năm ngoái ấy, cuối 2021 thì định tính xin cưới rồi. Nhưng mà vì lý do dịch là nhà nước kêu là không được quá trên 20 người. Nhà nước cấm thế này thì không thể cưới được. Cưới thì đã cưới phải cho đàng hoàng. Đúng. Người đàng nội đàng ngoại hai bên. Còn nếu mà không cưới được thì bố mẹ em tính là xin phép gia đình bố mẹ bạn kia để cho cháu đi lại, cho hai cháu đang làm giấy kết hôn trước. Rồi. Đấy. Cuối cùng là ngày 14 tháng 2 thì em vẫn quên chưa chúc. Chắc là vì lý do em cũng hay quên. Ngày 18 tháng 3 ấy, em vẫn quên chưa chúc bởi vì do gia đình nhà em có chuyện. Đúng lúc là em không, cái điện thoại em nó bị cháy nổ cho nên là em không có cái gì để nhắn. Thì bạn ấy chặn tất cả, sau bạn ấy để một lời nhắn cuối cùng là ngày 14 tháng 2 và ngày 8 tháng 3, không quà, không hoa, vô tâm. Vô tâm. Em không chấp nhận với một người chồng như thế này.
Em kêu mẹ em bắt cho em một chuyến vé máy bay bay sang bay ra ngoài Hà Nội gấp để gặp bạn ấy, nói thẳng ba mặt một lời, vừa gặp bạn với cả là bốn bạn ấy. À, rồi đi là bốn mặt chứ. Tôi biết tại sao ông bị bồ bỏ vòng rồi đó. Luôn, hiểu, vòng hoài luôn, vòng vòng do quá bây giờ lẻ lên cuối dạ. Thôi. Thì ra gặp sao nè? Cuối tháng 4 thì em mới thôi. Có bay ra Hà Nội không? Thì lúc đó em đang ngoài đấy. Rồi bay ra bốn tiếng vé bay ra bốn mặt một lời á, có gặp được nhau không? Có gặp gặp nhưng mà là thấy bạn ấy em năn thì bạn ấy cũng xin lỗi như thế này, bạn ấy không chịu. Sau cùng là em bắt một chuyến Hà Nội đi xuống Hải Phòng để gặp bố mẹ, bố mẹ bạn ấy, cho em chơi bố mẹ bạn ấy, nói chuyện ăn ngủ nhà bạn ấy cũng là chơi à, không có bạn ấy, chỉ có bà bố mẹ bạn ấy thôi. Bạn ấy là không đi rồi cũng không ăn thua. Dạ. Đánh đánh thì cho đánh xuống mà cũng không được. Cuối cùng là bạn ấy nói với em á, tôi có bạn trai mới rồi. Bạn trai ấy cũng hơn ăn đấy, cũng nói được 3-4 tiếng ấy, cũng hơn ăn rất nhiều. Sao lại hơn là như thế nào, em so sánh với ăn với ai? Và cuối cùng là nãy giờ ông nói cuối cùng hoài chưa thấy cũng cuối cùng á. Cuối cùng là chia tay. Cô ấy nói chia tay đúng không? Dạ vâng ạ. Chia tay. Em đã ổn định tâm lý chưa nè? Nói chung là em năm nay cũng đen lắm bạn ạ. Em bị stress với cả tâm lý, cũng suy nghĩ. Suy nghĩ về chuyện gì? Suy nghĩ với bạn ấy. Chưa lấy lại cân bằng luôn. Bây giờ đúng lúc là khi nghe câu chuyện của bạn ấy thì em mới bắt đầu mới cân bằng lại. Bây giờ mẫu người của em như thế nào nè? Thì cần người bình thường không. Trời ơi, chứ không phải người hành tinh hả? Những người bình thường. Không hiền sinh. Xinh là ngoại hình nè, hiền là tính cách nè. Cần gì nữa không ạ? Chiều cao thì em chỉ cần dưới hoặc trên 1m6 thôi. Rồi. Ý. Sao ngáp quá vậy mấy đứa? Thôi, hai đứa ngáp quá vậy. Người ta đang tâm sự chuyện tình mấy bạn ơi. Bây giờ tới chuyện tình của em nè. Cô gái ngồi ghế màu đỏ, em có bao nhiêu mối tình rồi? Cũng có vài người thích nhưng mà chỉ có 2 mối tình chính thức thôi. Em sẽ kể mối tình thứ nhất cho mọi người ha. Em nghĩ là mối tình thứ hai em dành sự tôn trọng ấy, tại vì nó có mối liên kết người quen với nhau á. Mối tình thứ nhất của em thì ở thời điểm đó thì em nói chung là em không có kinh nghiệm về tình yêu. Quen được một anh cũng vô tình thôi. Năm đó là em 18 tuổi, em quen tầm khoảng được 3 năm mấy. Và anh đó làm công an. Cái lúc mà em nộp hồ sơ để em thi đại học vừa xong ấy, thì em đang đợi kết quả thì được người quen người nhà giới thiệu vô làm nhân viên ở trong thu ngân trong công an quận 10. Thì cũng vô tình gặp được anh đó. Đáng lẽ ra là em quen với bạn của anh đó, tại em thích bạn của anh đó chứ không phải thích anh đó. Nhưng mà bạn của anh đó lại kêu anh đó của em. Sau một khoảng thời gian quen nhau thì em nghĩ là cái suy nghĩ ở thời điểm đó nó còn quá trẻ, nó chưa đủ chín chắn và trưởng thành ý. Với công việc của anh đó và thời điểm đó em còn nhỏ ấy, em cảm thấy là không phù hợp nữa, cho nên là không hợp với nhau nữa. Dạ. Nên là đã ai nói lời chia tay à? Không nói lời chia tay, chỉ là im lặng. Im lặng luôn. Im lặng rồi mình cứ đường ai nấy đi. À, mối tình thứ hai, đó chính là anh bạn thân của anh công an. Đó chính là anh bạn thân của anh công an. Dạ không phải là mối tình thứ hai đó, là tại vì sau một khoảng thời gian em mới quá lâu. Khoảng bao nhiêu lâu mà lâu? Chắc cũng khoảng 5-6 năm gì đó em. 5-6 năm sau. Em không nhớ nữa. Rồi. Cho nên là bạn thân của em ấy, không phải là bạn em làm mai nữa mà em kêu bạn em làm mai giùm. Tại vì bạn em nó lấy chồng rồi, bạn thân em nó lấy chồng. Rồi, giới thiệu chứ đừng nói chữ làm mai. Giới thiệu giùm. Thì kiếm hoài không được. Bạn của anh chồng bạn thân ấy giới thiệu cho em thì không phù hợp. Trong một bữa ăn thì không phù hợp nên không có quen. Rồi. Trong cái vô tình lại quen ngay cái anh em chồng của bạn thân. Dứt dắt quá vậy mấy cô, dứt dắt. Cuối cùng là em chồng của bạn thân là coi như là xa tận chân trời gần ở trước mắt đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Nhưng mà chỉ chưa đến một năm thì tụi em không quen nữa. Bạn em không phù hợp, bạn đó nhỏ hơn 1 tuổi. Nhỏ tự nhiên tôi thấy hai bạn cái đỏ này hợp nhau. Hợp rồi đó. Giờ tìm một người bạn trai như thế nào nè? Em muốn kiếm một cái chàng trai là chân thành, hiểu được em và hiểu được những cái chuyện trong quá khứ của em thì mới thể đi đường dài được. Lãng mạn xíu được không? Lãng mạn cũng được, không lãng mạn cũng được. Nói nhiều chút được không? Dạ cũng được chị. Cũng được luôn. Dạ. Hai đứa hợp ghê á. Kể chuyện dạ. Nó hơi dài dòng lòng vòng chút được không? Đó, nó vừa thôi thì được vậy, nhưng mà nó đúng vấn đề chứ đừng nó. Nãy giờ em nghe kể chuyện là em ngủ em thức. Em vẫn nghe đấy chứ. Nghe đấy chứ. Vậy là hợp rồi. Mà ngoại hình thích chàng trai như thế nào? Còn quá đẹp, ưa nhìn là được. Giống diễn viên trong phim Đường Tăng á, được không? Đẹp trai á, đô con em có bị e dè không? Đô quá thì em không thích rồi. Cân đối mà, cũng được. Tóc dài lãng tử. Dạ không nha. Không à? Em thích gọn gàng à. Thích gọn gàng, rất gọn gàng. Quá gọn luôn. Quá gọn. Quá gọn, quá mát. Chúc mừng em, hy vọng hôm nay tụi em sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình nhé. Anh thấy hơi hợp rồi đó. Hơi hợp rồi đó. Chúng ta sẽ đến với chàng trai ngồi ghế màu xanh. Mấy mối tình? Dạ, em thì trải qua 2 mối tình. Một mối tình là không chính thức và một mối tình chính thức. Rồi. Mối tình không chính thức thì là em yêu đơn phương bạn học
chung cấp 3 từ năm lớp 10 đến năm 12 và nó cũng chỉ xem em là bạn thôi. Coi như là một cái thanh xuân tuổi trẻ thời học sinh ha. Vâng ạ. Rồi mối tình chính thức. Mối tình chính thức là em quen lúc em học năm 3 đại học cùng khóa với em nhưng khác ngành. Em quen bà đó được 3 năm. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Có lẽ lý do lớn nhất trong mối tình này là khoảng cách. Em thì em ở trong Lâm Đồng, còn bạn đó thì ở Hà Nội. Vậy lúc quen nhau thì quen ở đâu? Quen là em quen ở Hà Nội, bởi vì em học ở Hà Nội. À. Gia đình bạn đó thì không đồng ý vì họ không muốn con gái họ gả đi xa. Ừ. Ai là người chủ động chia tay? Cả hai ạ. Bọn em có một lời hứa là khi chia tay sẽ gặp nhau để nói. Sau khi đã xác định được rồi thì sau một thời gian thì hai người gặp nhau và quyết định là chia tay trong phẫu thuật. Có nuối tiếc không? Thật sự nói nếu không có thì không đúng. Chia tay được bao lâu rồi? Em chia tay được gần một năm rồi. Bây giờ có còn liên lạc gì với bạn ấy không? Còn em thì vẫn kiểu như là bạn bè nhắn tin thì bình thường. Thôi, chuyện cũ cũng đã qua ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì không đặt cao mẫu bạn gái của mình. Chỉ cần bạn đó lễ phép với người lớn là được. Về ngoại hình thì chỉ cần không quá cao, không quá thấp, tôi nhìn ta được rồi ạ. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Quá không lịch sự đối với bất lịch sự. Đúng rồi. Và em không thích hổ hào với những người lớn hay là nhỉ? Vâng ạ, đúng rồi. Đó là những mối tình của anh chàng trai Lâm Đồng. Tôi quay về với lại cô gái ghế xanh thôi nè. Chuyện tình yêu em như thế nào? Dạ, em có một mối tình Một mối tình? Dạ, năm 17 tuổi, tình đầu ạ. Tìm hiểu được mấy tháng xong rồi thấy không hợp nhưng hai người dừng lại thôi ạ. Có một mối tình rồi mấy tháng không hợp dừng lại thôi? Dạ. Hai người biết nhau trong trường hợp nào? Ba gần nhà rồi ba mẹ nói chuyện rồi hai người gặp nhau. Ủa, gần nhà rồi ba mẹ nói chuyện mà sao hai đứa nhỏ yêu nhau? Dạ, giống như là cha mẹ thấy hai bé cũng được mà. À, giới thiệu thông qua ba mẹ hả? Trời, được ba mẹ lấy vô mà cũng không được, tiếc quá ha. Tại vì bà cứ ở trong phòng, bà vòng vòng trong phòng rồi mới nghe nhạc rồi mới thích ở một mình. Rồi sao từ sau mối tình đó tới nay là bao nhiêu năm mà cũng không có mối tình nào, không ai để ý mình hay mình không thích ai hay là như thế nào? Dạ, em cũng có tìm hiểu cũng vài người ạ. Nhưng mà chắc là không hợp nên không có quen. Thường là không hợp ở những điểm nào? Bạn đó không hiểu em. À. Tại tính em cũng sống nội tâm. Rút kinh nghiệm mình phải chia sẻ, mình phải nói nhiều lên. Mà nói nhiều người ta mới biết mình muốn cái gì, chứ mình im lặng không thì làm sao người ta biết để mà người ta chiều theo ý mình được, đúng nhưng không? Nhưng mà em buồn thì em tâm sự với ai? Dạ, em không tâm sự với ai, em chỉ buồn rồi em khóc rồi thôi. Bây giờ nếu có bạn trai thì em sẽ muốn hẹn hò ở đâu, đi những đâu, làm gì? Em thì cũng chưa có nghĩ tới vấn đề đi đâu làm gì. Trời ơi. Thế tại sao em đăng ký tham gia chương trình dạ, này? Dạ em thì nếu như có bạn trai thì tới đó thì mình mới bàn hả? Dạ. Khi mà bàn cái vấn đề đó là em lại không hợp nữa sao? Bây giờ em chủ động đi. Em là người dựa theo cái cảm giác nè. Dạ, khi nói chuyện cái tự nhiên cảm giác em thấy thích là em thích thôi. Mà đó giờ em có thích ai chưa? Dạ em có thích một vài người đó ạ. Thích một vài người. Dạ là... Và trong đầu em là muốn rủ người đó đi đâu? Em ít khi cảm giác đi chơi lắm ạ. Ví dụ bây giờ nhưng mà em có người em yêu thì em nghĩ là mình sẽ làm gì? Hai người sẽ làm gì với nhau? Nếu hẹn hò thì em nghĩ là đi uống trà sữa rồi đến những nơi mà kiểu bình yên ạ. Thích bình yên đúng không? Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, nhìn chững chạc xíu ạ. Nghiêm túc, cao hơn em một tí. Cao, em thích người cao hơn em. Em cao 1m mấy? Dạ, em cao 1m55. 1m55, bạn trai cao hơn một tí. Trời. Ngoại hình tóc tai gì không? Dạ em cũng thích gọn gàng, tóc ngắn. Dạ. Đây thì trai chàng trai trời của mình, chàng trai ơi, nào cũng gọn gàng hết á. Và ngày hôm nay bốn bạn ở đây không có ai người thân đi theo cả. Mình sẽ tư vấn cho họ. Tư và bây giờ họ thì sẽ mở cửa. Bạn bây giờ vậy đi. Một cái trò chơi nhỏ rồi. Bây giờ em có hai chữ để dành cho người đàn ông của em thích. Nghiêm chỉnh ạ. Nghiêm chỉnh. Còn em? Trưởng thành. Trưởng thành. Còn em? Em không biết nói như nào là thích. Vậy là chưa nghĩ tới tình yêu. Mỗi lần sao ông là ông chậm mà sao ông không nhanh được vậy? Có phải nghĩ chữ tới tình yêu chứ. Tình yêu nghiêm túc với cả dài quá hai chữ rồi. À, giàu có, xinh đẹp, thùy mị, nết na. Vậy là có nghĩ tới người yêu mình chưa? Cái gì? Xinh đẹp. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Còn em? Nhẹ nhàng là được ạ. Nhẹ nhàng. Rồi thôi mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim. Sao à? Quà đi kìa. Nhanh. Xin được tặng anh vẫn. Anh vẫn. Rón rén dữ vậy trời ơi. Sao ông không giống cái vẻ bề ngoài của ông chút sao nào luôn. Dân tập tạ gì kỳ yếu đuối vậy? Mời em. Ôi, cái này giống như hai ông thầy quá. Dạ con cũng chị luôn. Dạ con mời chị. Bạn kia làm thế ra. Dạ em kính chị.
Dạ em kính cô. Rồi coi khui quà giùm chị coi em. Hay là em gái khui quà giùm chị coi món quà gì đó. Cái gì vậy? Là son. Một cây son và em nghĩ là kẹo. Ở bên đây chỉ có kẹo thôi, nhưng ở bên đây có cây son nữa. Oh. Em thì em muốn khi các bạn căng thẳng trong công việc thì các bạn có thể ăn một cái kẹo sô cô la để các bạn dịu lại rồi với cảm xúc của mình. Ừ. Thế bên kia sao cũng có son? Chắc là có lẽ là có một ẩn ý trong đó. Có một ẩn ý trong đó. Có lẽ đã thấy sự nhẹ nhàng ở cái ghế màu xanh. Đức, nãy giờ em chưa làm chị hài lòng gì cả. Bây giờ em hãy hát tặng mọi người một bài hát lấy lại phong độ coi. Em nhút nhát quá, mạnh mẽ tự tin lên. Xin tặng cho hai bạn một bài hát, bài lời nguyện của Akira Fan. Bài lời nguyện của Akira Fan. Lời nguyện của Akira Fan. Ồ, cái lời nguyện này nghe ghê quá. Rồi, mời em. Bài của Akira Fan luôn. Lời nguyện. Lời thề ước anh đã trao cho em, vầng trăng ánh sao nhiễm màu, nhìn lên cao anh chắp tay nguyện cầu được yêu em đến khi bạc mai đầu tân. Em xin hết ạ. Hôm nay em hát không được hay do nhìn lên cao chắp tay nguyện cầu yêu nhau cho tới bạc mái đầu xanh. Bây giờ tôi nhìn cái đầu ổng tôi muốn chán dán luôn á. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra nhìn thấy hai bạn gái bên kia, cảm xúc của em như thế nào? Ông nuốt nước miếng quá vậy chồng. Em thấy là cả hai bạn đều xinh ạ. Bạn này xinh, bạn kia đẹp. Xinh đẹp là không quan trọng, quan trọng là chỉ cần tính cách của con người như thế nào thôi. Tính cách của người như thế nào? Tính cách là chỉ biết nói nào đi. Thế bây giờ tóm lại là mở cửa đó tim ra, bây giờ trong người em cảm thấy như thế nào? Cảm xúc của em là hồi hộp, lo lắng, xao xuyến, rung động. Có gì không? Dạ em cảm giác của em là hồi hộp như thế nào? Sẽ cà lâm luôn rồi, liếu luôn rồi. Dạ vâng. Bây giờ tới cô gái áo ngồi ghế đỏ nè. Mở cửa trái tim này ra khi nhìn thấy hai anh thì cảm xúc của em như thế nào? Em thấy cũng được ạ. Được về ngoại hình ạ. Cả hai đều được hay là có một anh nào đó trong lòng em thấy được thôi? Em thấy anh ghế màu đỏ được ạ. Em thấy anh ghế màu đỏ được ạ. Trời, nhỏ này mạnh mẽ dễ sợ. Thích ghê luôn á. Cô gái người ta vậy đó, còn ổng á trời ơi, nói được một câu 8 năm trời, em thấy chưa? Em làm sao người ta đã nói vậy mà em không được là coi như là lỗi tại của em chứ phải lỗi của chương trình nữa chứ. Người ta đã thấy sự trưởng thành của em rồi đó, chàng trai. Nói vậy chứ bạn này rất đẹp trai nha, nhìn kỹ mắt mũi miệng không có một nét nào chê được. Phúc hậu nè, lỗ tai này lỗ tai sống thọ này nha. Nè, tay tôi coi bói cho nè, nè trời ơi, nè giàu có nè, tai rất là dày, rất là đầy đặn nè. Đó, thấy chưa? Đó, tai rất là búp xung quanh dày nè, chính giữa trũng nè. Khiết khép bằng tay lại coi, tai không có hở luôn nè, giàu có lắm luôn á trời. Đẹp đỉnh luôn á. Bây giờ tới phiên em trai màu xanh. Khi mà mở cửa trái tim ra nhìn thấy hai cô gái bển thì cảm xúc của em như thế nào? Hai bạn rất là dễ thương ạ. Thật sự thì em rất ít khi tiếp xúc với đông người thế này. Ừ. Khi mở rèm ra thì em thấy là rất chi là rung ạ. Rung? Rung và ngại. Có thấy ai nhẹ nhàng trong lòng mình chưa? Em sẽ tự cảm nhận ạ. Em sẽ tự cảm nhận. Có món quà gì muốn tặng cho hai cô ấy không? Hát hò gì được không? Em khá là dở trong việc ca nhạc. Thôi dở đừng làm. Em gái ghế xanh, cảm nhận như thế nào về hai chàng trai của chương trình? Dạ, cảm nhận của em hai anh rất là ok. Không nghe một cái gì luôn. Dạ, hai anh rất là ok ạ. Hai anh rất là ok. Thấy gọn gàng ạ. Rồi bây giờ để cho hiểu nhau nhiều hơn một chút xíu trước khi chúng ta quyết định bấm nút hẹn hò, thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái dự định kết hôn của tụi em như thế nào. Tại vì có những bạn trẻ đến với chương trình là chỉ muốn tìm một người yêu để quen cho vui cái đã, còn kết hôn người ta chưa tính tới. Nhưng có những người đến với chương trình là người ta muốn quen là cưới liền 1 năm 2 năm tại vì gia đình hối thúc hay là gì cái gì đó. Bây giờ mở hàng từ em đi, em nhanh rớp rẻn nè. Hiện tại thì em chia sẻ thật là gia đình em cũng có hối. Tuy nhiên em nghĩ thì nếu như mà khi đã quen nhau thì cần có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn để những lựa chọn của mình sau này mình không hối tiếc. Nếu như mà được thì có lẽ là cuối tháng năm thì vẫn có cưới được ạ. Có nghĩa là cuối năm sau. Năm nay với nguyên năm sau. Vâng. Tới em. Dạ em thì không có quan trọng thời gian ạ. Miễn hai người quen nhau thấy hợp nhau rồi có thể tiến tới hôn nhân. Như là có nghĩa là em cũng sẵn sàng tiến tới hôn nhân nếu như tìm được một người phù hợp. Dạ đúng rồi. Đúng không? Em gái ghế đỏ.
Trước mắt thì em chưa có sẵn sàng kết hôn lắm ạ. Tại vì gia đình em còn nhiều việc, với lại là em là chị lớn ấy. Trước mắt thì em muốn tìm hiểu một người mà đi cùng với em, một bạn đời phải thật sự hiểu em và thông cảm cho em. Khi hiểu rồi thì chúng ta sẽ có một thời gian nhất định để đi đến kết hôn. Theo em, cái khoảng thời gian mà lý tưởng nhất trong suy nghĩ của em hiện tại là bao nhiêu năm nữa? 5 năm ạ. 5 năm. 5 năm. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em 26 tuổi ạ. 5 năm nữa, ok. 30-31 tuổi. Đó là kế hoạch. Còn đương nhiên là trên cái con đường mình đi thì nó sẽ có nhiều thứ nó có thể bất ngờ xảy ra, nhưng mà mình có cái kế hoạch trong cái cuộc sống của mình. Dạ đúng rồi. Ok, cảm ơn em. Còn em trai? Em thì khi mà quen nhau thì hai bên là tìm hiểu kỹ nhau hơn, sau cùng là tiến tới hôn nhân. Nếu mà nhân thì 6 tháng, muộn thì khoảng 1 năm. Có nghĩa là em muốn lấy vợ sớm? Bởi vì em là con út, trong nhà thì có hai chị em lấy chồng lâu, có cháu cũng... Em lấy là do em cũng muốn lấy hay là do ba mẹ hối thúc? Nhà em, họ nội ngoại cũng mong mua. Bản thân em muốn chưa? Bản thân thì em cũng muốn. Đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống hôn nhân chưa? Cũng đầy đủ hết rồi. Thì còn là mong có con dâu. Bây giờ để cho các bạn ấy có thêm những cái cảm xúc để quyết định có hẹn hò với nhau hay không, mời hai bạn trai chủ động qua bên kia xin phép lần lượt nắm tay từng bạn nữ. Ưu tiên cho bạn Xanh đi trước. Bạn Xanh nãy giờ là chững chạc dạng dĩ nhất nè. Chào em. Nắm tay nói chuyện hướng ra đây nè, trời, mỗi nè. Người 30 giây. Tính là mua bán bất động sản hay gì? Rồi làm như bắt tay đối tác vậy. Rồi. Thử đứng lên đi, nắm tay nhìn nhau nói chuyện. Chào em. Cho nói là quan điểm về tình yêu của em là như thế nào? Em cần chân thành và trưởng thành như vậy và giỏi trong việc kiếm tiền. Rồi, anh cảm ơn. Yeah. Mấy đối tác đó ha, mấy đối tác này gặp gỡ nhau. Hiệp đồng. Nắm tay nói chuyện. Tay bạn khá là nóng. Cho anh hỏi là nếu như mà mình có thể tiến được xa hơn thì em có làm dâu được hay không? Em dự định là sẽ ở luôn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là em có thể đi đến một tỉnh thành khác? Lập gia đình thì em sẽ theo chồng mình cái đó. Rồi, mời bạn trai cái đỏ. Anh xin nắm tay em nha. Em thấy anh như thế nào? Anh ấy cũng khá ok về tính cách thì em phải giao tiếp nhiều thì mới biết được. Hiện tại thì chưa biết. Giao tiếp ở ngoài của anh thì anh cũng hay nói thẳng, chứ anh không có kiểu như bôi phê nhiều. Đấy. Em thích người thẳng tính, em cũng thẳng tính. Đúng rồi, anh cũng hơi thẳng tính tí. Có lúc thẳng, có lúc anh cũng nói kiểu chuyện nhây nhây vui vui. Nó tùy trường hợp. Đấy. Em, anh xem em cảm thấy em được. Bố em thấy anh như thế nào? Anh rất là hiền, chân thành ạ. Có hơi nhút nhát một tí. Khi gặp bạn gái anh cũng hơi vẻ ngại. Thế là anh cũng ít nói. Có lúc thì nói ít, có lúc thì nói nhiều. Có lúc hơi nhây nhây tí. Đấy. Rồi. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Split Couple nha. Các bạn đã trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc rồi ha, trò chuyện hát hò tâm sự hiểu nhau rồi, nắm tay nhau để đo cảm xúc luôn, để xem mình có cái điện chạy qua với bạn nào hay không. Và bây giờ là lúc quyết định. Mỗi chiếc ghế của các bạn như thị tường nói lúc nãy là đều có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Mình thích người ngồi ở ghế màu nào thì mình bấm nút màu đó, nếu mình không thích mình có quyền không bấm. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Lúc này là lúc quan trọng nhất, các bạn hãy hướng mặt ra phía trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 1 Thế bên kia sao còn có son? Chắc là có lẽ là có một ẩn ý trong đó. Có một ẩn ý trong đó. Em thấy anh ghế màu đỏ được ạ. Cậu nhỏ này mạnh mẽ dễ sợ. Xinh đẹp là không quan trọng, quan trọng là chỉ cần tính cách của con người như thế nào thôi. Dạ, nhìn chững chạc xíu, nghiêm túc, cao hơn em một tí. Và bấm ạ.
hết thời gian. Và rất tiếc là chương trình ngày hôm nay ông Mai và mới chưa kết đôi được cho một cặp đôi nào. Chàng trai của chúng tôi đã có đưa ra quyết định của mình, nhưng mà không hiểu sao thì chiếc ghế của hai bạn gái vẫn im lặng. Xin cho chị hỏi một chút xíu, em gái màu xanh, tại sao em lại không bấm nút? Dạ em cảm giác em chưa rung động lắm. Em cảm thấy không rung động? Dạ. Cảm thấy chưa đủ để rung động. Còn em gái ghế đỏ? Em cảm thấy là chưa bắt được nhịp. Như chị Tường nói mà, tình duyên là một cái thứ gì đó nó rất bất chợt, nó rất là bất ngờ, nó thuộc về cảm xúc, mình không thể nào mà cân đo đong đếm được. Ngày hôm nay mặc dù là các bạn chưa trở thành một cặp đôi, nhưng chị Tường cũng chúc cho tất cả các bạn sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công trong cái sự nghiệp, và chắc chắn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trong một ngày gần nhất. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Xin mời các bạn. Cái Tường xin gửi tặng cho các bạn, mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không có dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn nha. Đây, thằng Trang. Và các bạn cũng đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm kiếm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng thôi nha. Các bạn hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình ghép đôi thần tốc. Đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.